1.500 quả trứng. 1.500 Mình là người làm bánh mì này. Wow. Ủa tại sao anh có ý tưởng này vậy? Em không nhớ anh được không? Được. Dạ. Trời ơi, hồi nãy giờ nếu đi thấy cái ổ bánh mì này rất là đặc biệt luôn á. Thì ở đây là nghệ nhân sáng tạo nên cái ổ bánh mì gọi là nhà thờ Sài Gòn anh ha. Dạ. Thì chia sẻ cái ý tưởng cũng như là cái quá trình mà để làm được cái ổ bánh mì này không ạ? Chắc có lẽ
mình sẽ xử lý sao anh? Sau hội chợ thì tập đoàn Duma sẽ có một cái trung tâm center, demo center ở 325 Nguyễn Nhân Cừ. Dạ. Thì mình sẽ đem về đó mình trưng bày. Trưng bày tiếp hả? Ủa vậy để cái này là để được thời gian bao lâu anh ha? Rất là lâu, tại vì nó là bánh mô hình. À. Nướng cho nó cứng lại. À. Trong quá trình nướng nó cũng hơi vất vả tí, tại vì ta phải định hình được. Mình gỡ ra mình ăn được không anh? Gỡ ra không ăn được đâu, tại vì mô hình đó là người ta đi tới luôn, người ta đụng chạm nhiều quá rồi. Dạ, dạ. Nên chi là chúng ta cũng không nên ăn. Dạ, anh ơi, cái này thì hồi nãy anh có tiết lộ là số lượng là gọi là gì, bột trứng sữa các kiểu, thì không biết là bao nhiêu người để làm nên cái mô hình này anh? Mình làm thì có 3 bạn. Dạ. 4 người. Dạ. Trong vòng 7 ngày và nướng 7 ngày. Dạ. Ở chỗ mình là công ty là xay lúa mì hả? Việt Nam. Dạ. Công ty xay lúa mì Việt Nam là 108 công ty của tập đoàn Duma ở tại Việt Nam. Dạ. Ồ, cái này đang bị mùi ớt của bên Thái Lan. Tập đoàn thì nó có rất là nhiều cái sản phẩm như là thịt ớt. Dạ. Cái đây là quý vị biết không, ở phía bên đó là bột ớt của Thái Lan bay qua nên hơi bị sặc. Dạ. Tương Nam Dương, dầu ăn cái lưng, nếp tiên chiên ly. Dạ, dạ. Các sản phẩm của tập đoàn thì mình sẽ bán trong hệ thống siêu thị anh? Nó có rất là nhiều kênh, kênh siêu thị có, trên VDS có. Dạ. Trên ngoài chợ, Hoika cũng có. Chợ truyền thống có không anh? Chợ truyền thống cũng có. Dạ, rồi. Dạ em cảm ơn nha. Dạ, để xem coi. Kênh em là Lý Hương TV, có gì anh lên sẽ coi lại ha. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Đây là khu vực ở phía ngoài, ở giữa xe rất là đông. Quý vị, bây giờ là khoảng 9 giờ tối. Lễ Hương đi được nửa vòng của lễ hội bánh mì. Lễ hội này thì là lễ hội lần đầu tiên tổ chức ở nhà văn hóa thanh niên ha. Nằm ở ngay chỗ giao giữa đường Phạm Ngọc Thạch, phía trước mặt quý vị. Rất là đông, gần như là các gia đình trẻ với trẻ rất là thích vô đây đó, ngồng ngạt luôn. Đi ở đây là nói chung là gần như là phải bon chen đó quý vị. Đây đường Lý Hương đang đi là đường Nguyễn Văn Chim đó. Là đi được một nửa rồi, bây giờ sẽ đi một nửa cái nhánh bên đây, đường Phạm Ngọc Thạch. Không biết đường nữa chưa nữa, chưa có thấy được cái bản đồ mà gọi là mặt bằng phân khu chức năng, nên là suy đoán là đi được một nửa nhánh bên đây rồi, bây giờ còn một nửa ở bên đường bên Nguyễn Văn Phạm Ngọc Thạch nữa quý vị. Đó, hồi nãy Lý Hương đi từ cổng trước đi nhánh bên phải, giờ đi qua nhánh bên trái nè. Đông lắm. Trong đó là nhạc sống ầm ầm luôn. Ở phía trước ngay mặt tiền luôn có một cái hệ thống cà phê cũng rất là nổi tiếng, là cà phê Ông Bầu, mì da heo Việt Nam. Ủa, bánh mì da heo bánh mì ngon em ơi, em biết phải có đường ồ này có đường ngang kìa ồ đây là bánh mì da heo. Đây là có cái phần dùng thử ha, quý vị có thể là dùng thử. Anh ăn
Trời, bánh mì da beo siêu to luôn. Này ổ bánh mì thiệt nha quý vị nha. Dạ đúng rồi, thiệt đó chị, toàn bộ là bánh thiệt đó. Bánh thiệt á, bánh nào, bánh làm sao mà làm được cái da beo hay quá ha. Năm 3 năm. Đó là bí quyết. Bí quyết đúng không? À, anh chủ hả? Đây, có sử dụng là một viên nguyên liệu để hình thành là có để lên hết nè quý vị. À, rất là đẹp ha. Bánh mì da beo. Quay trong kia chưa? Trong kia nhiều. Quay hết rồi. Đây mày có lại đặt mày đây để nó chín hư. Cái này để được 5 tiếng ngoài luôn đó anh, thoải mái. Quay cái ổ bánh mì nhà thờ Đức Bà nữa. Đúng rồi. Đúng. Để chủ đồng phải đã đâu mới ăn được chứ không sợ tay hả? Để chủ đồng mới ra mà. Bánh mì da beo. Và đấy là video ngày hôm nay Lê Hương đi xuống Sài Gòn và đi dự lễ hội bánh mì lần đầu tiên được tổ chức ở nhà văn hóa thanh niên đường Phan Ngọc Thạch. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 và đến ngày 2 tháng 4 thì lễ hội sẽ bế mạc. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye bye quý vị. Bye bye.